Con trai lười biếng. Ngày xưa, ở một làng nọ, có anh chàng Silian vô cùng lười biếng. Silian, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, còn không mau dậy đi, tối ngày nằm ngủ, chả chịu làm việc gì hết. Sao lúc nào cha cũng mắng mỏ con thế? Con chỉ nằm nghỉ một lát thôi mà. Con xem, cả cái làng có ai lười biếng như con không? Mọi người ai cũng đều chăm chỉ làm việc hết. Thức ăn và của cải chẳng bao giờ từ trên trời rơi xuống hết. Suốt ngày cha cứ lải nhải mãi cái bài đó. Con sẽ tự lo cho thân con, không cần cha phải dạy bảo gì hết. Mình sẽ bỏ nhà ra đi, tới một nơi thật xa, rồi cha sẽ phải hối hận vì đã mắng chửi mình. Giờ này chưa thấy mình về, chắc cha đang lo lắng lắm đây. Ôi không! Trời ơi, con tàu đã tan thành mây khói. Thật may là mình vẫn còn sống sót. Hy vọng hòn đảo này có người sinh sống, để mình có thể xin được một chút thức ăn. Đã một ngày trời mình không có gì bỏ vào bụng rồi. Nơi đây có người sống, vậy là mình được cứu rồi. Anh Silian đây mà. Đúng là anh Silian của làng Conhe rồi. Làm sao mà hai người lại biết tôi vậy? Chúng tôi không những biết anh mà còn biết cả bố anh cơ. Chúng ta hãy cùng nhau trở về làng đi. Nếu như mọi người biết anh Silian tới chơi á, chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem. Tất cả những thức ăn này do chúng tôi làm ra. Anh hãy ăn thật no nha, Silian. Nhưng trước tiên, anh có thể nói cho tôi biết vì sao tất cả mọi người ở đây đều biết tôi không? Thực ra chúng tôi biết cậu khi cậu còn bé tí. Chúng tôi đều là dân làng Conhe mà. Thật sao? Chúng tôi đều lười nhác, chỉ thích ăn chơi lêu lỏng ngoài đường. Ê, có mục tiêu mới kìa bọn mày ơi. Các ngươi là một lũ biếng nhác, không biết nghe lời bố mẹ, tối ngày tu tập bày trò phá phách. Hôm nay ta sẽ trừng phạt các ngươi phải biến thành cò, bay tới hòn đảo hoang biệt lập giữa biển để lao động và sinh sống. Từ đó, chúng tôi phải ở lại hòn đảo này làm lụng chăm chỉ để có cái ăn. Và chỉ khi mùa xuân tới mới được bay về làng nghỉ ngơi thôi. Nhưng làm sao mà mọi người có thể biến thành cò được? Trên hòn đảo này có hai dòng suối, suối cò và suối người. Khi cần trở về làng, chúng tôi xuống trầm mình dưới dòng suối cò thì lập tức biến thành cò. Khi trở về đảo, chúng tôi tắm nước suối người và trở lại thành người. Bây giờ nếu tôi muốn trở về làng thì có cách nào không? Khó đấy, vì không con tàu nào có thể tiếp cận hòn đảo này. Tất cả sẽ bị sóng biển đánh tung, và cánh cửa trời ngăn cách giữa đảo và đất liền chỉ mở duy nhất vào những ngày đầu xuân mà thôi. Anh chỉ có cách duy nhất là ở lại đây cùng làm với bọn tôi và đợi tới mùa xuân biến thành cò để trở về. Hả? Không còn cách nào khác, mình đành phải ở lại đây chờ mùa xuân đến vậy. Cuốc đất có mấy ngày thôi mà bàn tay mình nứt nẻ hết cả rồi. Trước giờ tất cả các việc lớn bé trong nhà mình đều đùn đẩy cho cha làm. Giờ mới biết cha đã phải lao động cực khổ thế nào. Còn mình thì biếng nhác chay ì ra đấy. Cuối cùng mùa xuân mà Silian hằng mong đợi cũng đến. Mọi người kéo nhau ra suối cò tắm để biến thành cò bay về làng Conhe. Và khi cánh cửa trời mở ra, trên bầu trời xuất hiện 5 con cò trắng phao cùng lúc bay lượn hướng về đất liền. Khi nào đặt chân xuống làng, ta sẽ dùng lọ nước suối người mang theo này để biến trở lại thành người và đến gặp cha. Người ta nhớ cha quá. Cuối cùng ta đã trở về được làng rồi. Ôi không, mình đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng rồi.
mình xa nhà cũng đã lâu, không biết giờ cha thế nào rồi. Mùa xuân đã tới mà vẫn chưa thấy bóng dáng thằng bé Silian đâu. Giá như hôm đấy mình đừng nặng lời với nó thì đã không đến nỗi này. Trông cha gầy đi nhiều quá. Con đang đứng ngay cạnh cha đây, cha ơi. Cái con cò này từ đâu bay tới là ta giật cả mình. Nếu năm xưa mình không lười biếng thì giờ đã không phải hóa cọ như này. Đến ngày cả cha cũng không nhận ra mình nữa rồi. Khi mùa xuân qua đi, Silian ngậm ngùi rời làng, theo đàn cò trở về hòn đảo, chăm chỉ làm việc và chờ một năm nữa. Khi mùa xuân đến, anh lại tới suối cò tắm để biến thành cò. Lần này, anh lại mang theo một bình nước suối người trở về làng. Cha Silian thấy con trai trở về thì vô cùng vui sướng. Và điều ông mừng hơn là giờ đây anh chăm chỉ làm ăn hơn bất cứ người dân nào ở làng. Viên uống Omega 369 Royal do trái tim bền bỉ, do mắt sáng tinh anh. Royal nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạc Ma. Danh vọng. Cho tôi xem với nào, cậu Hoàng Minh đứng đầu danh sách với điểm tối đa. Cậu Minh, cô An, cô Hạnh khao ăn mừng khẩn trương đi, điểm đổ cao chót vót. Về thành phố phồn hoa này lại trượt nữa. Mình đã hy sinh bao năm tháng tuổi trẻ để học hành thi cử, để tìm được chỗ đứng tốt hơn là cái vị trí nhân viên. Chẳng lẽ mình kém cỏi thế sao? Nhất định con có gì đó giấu ngoại. Hôm nay là ngày làm việc mà lại về với ngoại đột ngột thế này, mặt mũi thì ủ rũ nè. Hay là con có đối tượng rồi, anh ta làm gì có lỗi với con hả? Ngoại cứ đoán linh tinh, làm gì có hả? Con đã nói với ngoại rồi mà, sự nghiệp mà không ra đâu vào đâu thì con miễn yêu đương luôn. Ơ, ngoại mới nuôi con mèo này à? À đâu, con mèo nhà bà Lê cạnh nhà mình đấy. Hôm nay nó cũng sang đây, thỉnh thoảng ngoại lại cho nó ăn nên nó quen đấy. Linh à, con đừng có cố giấu ngoại nữa, có phải... Kỳ thi thăng cấp ở cơ quan con mà hôm trước con gọi điện về kể với ngoại không được suôn sẻ phải không? Con trượt đồ ngoại, con buồn lắm. Cứ thế này con mãi chỉ là cô nhân viên nhà nước quen thôi ngoại à. Con đã trượt kỳ thi này là lần thứ hai rồi. Trong khi ở cơ quan con cũng được đánh giá cao về năng lực chuyên môn, đâu có thua kém ai. Đừng có nghĩ thế con, có thể cơ hội chưa tới. Hoặc là sự cố gắng của con chưa đủ, nên vị trí đó con chưa có đạt được mà thôi. Ngoại ơi, con không từ bỏ đâu. Sống ở thành phố mà cứ làng nhàng, không có chút danh vọng thì mờ nhạt và vô nghĩa lắm. Qua hai lần thi trượt, con nghĩ là con quá cương trực, thật thà. Kỳ thi lần sau, con sẽ có cách khác. Thực ra mấy người thi đỗ cũng không hẳn là có năng lực hơn con đâu ngoại. Họ cũng luồn lách lắm. Mướp, đi ra. Con mướp này hư quá, ngoại cứ cho nó ăn nó quen mùi đấy. Biết ngay mà, con mướp nhà tôi lại chạy sang làm phiền bà rồi. Đến giờ ăn không thấy nó đâu cả. Tôi đoán ngay nó lại sang đây mà. Có gì đâu, bà cứ kệ nó. Cháu chào bà. Cháu Linh về chơi với bà ngoại đi hả? Xin lỗi hai bà cháu nha, để tôi xử lý con mướp này. Hai bà cháu cho tôi mượn con dao vừa chặt thịt gà đi. Hai bà cháu yên tâm, giờ thì nó không phiền hai người nữa đâu. Thôi, hai bà cháu nấu cơm tiếp đi, đến chiều tôi lại sang chơi nhé, tôi về đã. Dạ, cháu chào bà. Con tưởng bà Lê xử con mèo thế nào, hóa ra lại cho nó ăn mỡ nữa chứ.
Bà ấy chiều nó thế, bảo sao nó hư? Đâu, bà ấy chỉ bôi mỡ vào mũi nó thôi con. Đây con xem, nó chạy theo hơi mỡ thịt gà đấy. Mỡ gà thì thơm lâu lắm, tha hồ mà chạy theo. Cách của bà Lê hay thật đấy ngoại nhỉ. Nó cứ chạy lăng quăng trên đồi vì nghĩ là có thể với theo được hơi mỡ thịt gà đấy. Nó đâu biết rằng chạy như vậy thật vô ích đâu. Con búp này đúng là ngố thật ngoại ha. Ngoại lại thấy con giống nó đây chứ. Sao ngoại lại bảo con giống con búp? Con có bao giờ chạy lăng quăng như nó đâu ạ. Nỗi buồn phiền của con, sự bế tắc mà con đang gặp phải, chẳng phải là bởi con đang cố chạy theo hơi mỡ danh vọng đó sao? Con muốn thi đậu kỳ thi thăng cấp ở cơ quan bằng mọi giá như con nói, vì con nghĩ được thăng cấp là con có danh vọng. Con... Sao ngoại lại so sánh như vậy ạ? Con đang cố chạy theo hơi mỡ danh vọng, chạy lăng quăng trên đồi như chú mèo kia để mà đâm sầm vào gian lận, luồn lách. Con đã quên không nghĩ tới điều thành công đâu thể có ở nơi đó. Con... Xem con mướp kia kìa, đến là thảm hại. Đúng là con giống nó thật ngoại ơi, con bị lú lẫn mất rồi. Ngoại không có cản con phấn đấu, có ý chí vươn tới thành công, đạt tới vị trí cao để mọi người nể trọng là điều rất đáng quý. Nhưng ở trên đỉnh vinh quang bằng thực lực của mình thì mới dài lâu. Và lẽ sống chân chính thì mới khiến con tránh xa những buồn phiền không đáng có. Con ngốc quá, sao mà con lại buồn thay vì cố gắng tiếp tục rèn luyện mình hơn nữa chứ? Còn nữa nha, cuộc sống này còn bao điều tươi đẹp, tuổi trẻ và tình yêu nữa. Con chớ lãng quên, tuổi thanh xuân sẽ qua đi rất mau đấy. Nè, đừng có mà bôi bột mỡ vào tôi. Con cứ bôi, con yêu ngoại nhất. Ngoại là bà tiên có thể hóa giải tất cả buồn phiền. Cha bố cô, đây, cứ cười như thế có phải xinh không nào? Vào chiên gà đi con. Chiên xong, con sẽ cho con mướp một miếng nha ngoại. Cho nó 2-3 miếng mới phải. Viên uống Omega 369 Royan cho trái tim bền bỉ, do mắt sáng tinh anh. Royan nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạc Ma. Đâu dễ để thành công. Dạ chào sếp, anh đã đến cơ quan rồi à. Chào mọi người. Giám đốc lịch lãm, gần gũi với mọi người quá. Thì ông ấy trưởng thành từ một công nhân chăn bò mà. Tôi thật sự ngưỡng mộ ông ấy. Chăn bò thì có gì mà phải ca ngợi, nhắc đi nhắc lại hoài. Dạ trình sếp. Cậu vào sao không gõ cửa? Cháu quên. Nên chú ý, lắng nghe, quan sát và học hỏi mọi người từ hành động và việc làm nhỏ nhất. Tôi có xem qua hồ sơ lý lịch của cậu. Cậu quá là người may mắn đấy. Sinh ra trong gia đình, bố mẹ đều có địa vị trong xã hội. Ra trường có công ăn việc làm luôn. Ít người có điều kiện thuận lợi như cậu đấy. Vâng, do vậy cần biết phát huy lợi thế của mình. Chứ tôi ngày xưa không được thuận lợi như cậu đâu. Khó khăn lắm. Tôi đã phải phấn đấu nhiều lắm mới có được ngày hôm nay. Sao giám đốc lại nói điều ấy với cháu? Từ từ rồi cậu sẽ hiểu. Lúc nào có thời gian, tôi sẽ chia sẻ với cậu nhiều hơn. Kế hoạch trang trại bò sữa của cậu tốt lắm. Cậu có tin là sẽ thành công không? Thì giám đốc bảo việc này cũng có gì khó đâu. Chỉ cần chi tiền và triển khai nữa là xong thôi. Cũng không hẳn như thế đâu. Đã có nhiều công ty đưa ra dự án của mình nhưng không khả thi vì không được nông dân chấp thuận. Cậu sẽ là người làm việc trực tiếp với bà con, cần cố gắng thuyết phục họ để dự án thành công sớm. Dạ, giám đốc cứ yên tâm. Sếp cứ lo lắng làm gì, với thực lực như mình thì dễ như trở bàn tay, có gì đâu cơ chứ. Tiếp câu chuyện hôm trước, để tôi kể nốt cậu nghe nha. Tôi sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, không tiền bạc, không thân thế. Hàng ngày tôi phụ giúp bố mẹ công việc nhà và chăm sóc, chăn dắt đàn bò. Tuổi thơ của tôi khốn khó, nhọc nhằn, phải lao động và học tập vất vả, cật lực
Cậu biết không, nhiều người khi thịnh vượng thì thường lấy làm xấu hổ, giấu giếm quá khứ. Nhưng tôi thì không, chả có gì phải giấu giếm cả. Ngược lại, tôi rất tự hào vì gian khó mà đi lên. Dạ. Bác à, làm công việc này vất vả quá nhỉ? Cậu không thấy sao còn hỏi? Bác có muốn nơi này sẽ trở thành trang trại bò sữa không? Cậu nói gì tôi chưa hiểu. Ừ, có thế mà bác. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Nào! Ho! Ho! Cậu biến chỗ khác cho tôi nhờ. Cậu không hiểu gì cả. Làm thấy bò nó sợ. Thế thì làm sao mà đầu tư với đầu riêng được? Ho! Ho! Ngoan nào! Hãy nghe lời ta, đừng có hoảng loạn thế. Ai làm gì mày đâu. Nào, nào. Để chỉ đạo, hướng dẫn đàn bò ăn cỏ, uống nước, đi đúng đường, đi theo đàn. Công việc này không hề đơn giản, phải học cả đấy. Chú này hẳn xuất phát từ nông dân. Quả không dễ chút nào sếp ạ. Thưa bác, chúng tôi muốn đầu tư vào nơi này, trở thành trang trại bò sữa, để tạo công ăn việc làm cho bà con, phát triển kinh tế của địa phương. Đã có nhiều người đến đây đề cập vấn đề này, nhưng mà chúng tôi chưa tin tưởng. Kiểu như cậu này có mà. Nhưng khi gặp chú, nghe chú nói cũng như cách chú cư xử với lũ bò, tôi có thiện cảm. Để tôi thuyết phục bà con xem xét hợp tác. Cảm ơn bác. Con đường đi đến thành công không hề dễ dàng chút nào phải không? Như cháu thấy đấy, một con người thành công thì việc xuất phát, thân phận không phải là vấn đề. Quan trọng là người ta khiêm tốn, có tâm với công việc, và đương nhiên là cả tầm nhìn nữa cháu à. Cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn giám đốc rất nhiều. Viên uống Omega 369 Royan cho trái tim bền biển, do mắt sáng tin anh. Royan nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu bởi Sông Phạc Ma. Kiến trúc sư khỉ. Khỉ con làm gì trong phòng cả ngày không biết. Con làm gì vậy? Chẳng giúp thầy nấu cơm đón khách gì cả. Con đang vẽ thầy ơi. Ồ, quả là một tòa tháp tuyệt đẹp. Con quyết định rồi thầy ơi. Con sẽ không làm pháp sư nữa. Con muốn trở thành một kiến trúc sư. Cũng là ý hay. Chỉ cần con quyết tâm, ta sẽ luôn ủng hộ con. Ừ, bác sư tử tới rồi đấy. Dạo này công việc anh thế nào? Thì tôi vẫn mãi lo về việc mùa vụ thất bát năm trước. Sự đã rồi, anh lo nhiều phỏng ích gì? Thực ra chúng tôi nhận ra mình phải thuận theo thời tiết. Mà muốn biết được thời tiết thì phải cần có một cái đài viễn vọng để quan sát khí tượng. Đã có giải pháp hay như thế, anh còn lo lắng gì nữa? Vấn đề ở chỗ là không biết xây như thế nào, chứ thợ mộc, thợ nề, thợ sơn chúng tôi đều có cả. Cũng khó thật. À, mà tôi biết người có thể giúp anh đấy. Xong rồi ạ. Thật không thể tưởng tượng nổi. Khỉ con thật quá tài năng. Cháu cảm ơn bác. Ừ, anh có thể để khỉ con sang làng tôi ít hôm, giúp dân làng xây dựng đài viễn vọng được không? Còn có muốn sang giúp làng bác sư tử không khỉ con? Dạ có ạ. Con phải chăm chỉ cùng mọi người làm việc đấy nhé. Vâng ạ. Đây là bác mèo thợ mộc, bác cáo thợ nề và bác nhím thợ sơn. Rất vui được gặp khỉ con. Nghe bảo khỉ con có rất nhiều phép thuật. Thử biểu diễn cho chúng tôi xem. Rất vui được gặp các bác ạ. Ừ, khỉ con giỏi quá. Chào nhau thế được rồi. Mình bắt đầu làm việc thôi nhỉ. Bác mèo cưa mấy mảnh gỗ này để làm chòi đựng rơm hả? Bác ơi,
mấy mảnh gỗ này không làm ra được đài viễn vọng đâu ạ. Ồ vậy hả? Vậy ý cháu như thế nào? Bây giờ mà diễn tả ý mình, chắc gì bác mèo hiểu được. Thà làm luôn đi cho xong. Để cháu cưa cho bác ạ. Ấy, cứ để bác. Cháu làm được mà. Bác cáo xây cái gì thế không biết. Đúng là không tự làm thì không thể theo ý mình được. Đây đúng là đài viễn vọng mà dân làng chúng tôi hằng mơ ước. Cảm ơn khỉ con rất nhiều. Tất cả công trạng là của khỉ con tài ba. Khỉ con giỏi lắm. Giờ thì mời Pháp Sư Gấu và dân làng cùng đi lên tầng cao nhất của đài viễn vọng để tận mắt chiêm ngưỡng trời xanh. Nhưng làm sao chúng ta có thể lên được trên kia? Ừ nhỉ, làm sao để lên được trên kia? Ừ nhỉ. Các anh đều là thợ lành nghề, sao lại để chuyện này xảy ra? Ờ, chúng tôi, mọi việc khỉ con đều tự làm nên... Chuyện này là thế nào hả khỉ con? Con quên mất không xây cầu thang rồi ạ. Ngay từ đầu ta đã dặn con là phải cùng mọi người làm việc, thế mà... Cái đài viễn vọng con vẽ nên có thể tốt, nhưng các bác thợ lành nghề ở đây mới có kinh nghiệm thực hành để giúp nó hoàn thiện. Lý thuyết có cao siêu đến bao nhiêu mà không có thực hành thì cũng không làm nên chuyện được. Con tự tin vào khả năng của mình là tốt, nhưng quá tự tin sẽ thành ra tự phụ, gây ảnh hưởng đến công việc chung, đúng không con? Con xin lỗi. Con sẽ cùng các bác làm lại ạ. Điều ước đêm Giáng sinh. Đây là câu chuyện có thật về cô bé Amy Hagadon ở thành phố Fort Wayne, Indiana. Đồ cà nhắc. Amy, cậu đi đứng kiểu gì vậy? Cậu không có mắt hả? Mình xin lỗi, nhưng lúc đó cũng do cậu chạy nhanh quá. Cậu còn cãi hả? Lần sau nhìn thấy tớ thì tránh xa đi nhé. Amy à, con ăn nhiều vào nhé. Dạ con xin. Amy, hôm nay con đi học có vui không? Dạ vui ạ. Amy này, sắp đến Giáng sinh, hiện đang có một cuộc thi viết về điều ước đêm Giáng sinh. Mẹ thấy có nhiều bạn tham gia viết thư gửi ông già Noel lắm. Mẹ, thật sao? Con đi đâu đó? Con chưa ăn xong bữa tối mà. Bố mẹ ăn tiếp đi. Con no rồi ạ. Con lên viết thư cho ông già Noel đi. Anh nghĩ con bé sẽ ước mơ gì? Chắc là một đôi giày mới hay một chiếc váy mới trong ngày Giáng sinh. Con gái mà. Em nghĩ có thể là một con búp bê baby. John này, nhiều thư quá. Đọc thư của bọn trẻ con mà nhiều lúc không nhịn được cười. Noel này chúng ta sẽ vất vả lắm đấy. Ừ, trẻ con mà, tuy vất vả nhưng đem lại tiếng cười, niềm hạnh phúc cho bọn trẻ, làm cho tớ vui lắm. John, cậu đọc lá thư này đi. Kính gửi ông già Noel, cháu tên là Amy. Năm nay cháu 10 tuổi,
ở trường các bạn luôn chế giễu cách cháu phát âm và cái chân cà nhắc của cháu. Cháu chỉ ước một ngày không bị cười nhạo. Ông có thể giúp cháu được không? Thương yêu ông, cháu Amy. Mình phải làm gì cho cô bé Amy này được? Ừ, tớ có ý này. Để tớ gọi cho anh bạn làm ở đài phát thanh của thành phố. Alo, David hả? Mình có việc nhờ bạn đấy. Amy, sao dạo này có nhiều thư gửi đến cho con vậy? Con cũng không biết nữa, nhưng con vui lắm. Bạn bè khắp nơi gửi thư muốn kết bạn, làm quen với con. Có cả những bạn ở tận Texas, Miami, rồi cả Arizona nữa mẹ ơi. Chưa bao giờ con thấy vui thế này. Mẹ xem nè, đây là bức thư của một bạn ở Texas gửi cho con đấy. Mình muốn làm bạn của cậu, và nếu cậu muốn thăm mình, chúng ta có thể chơi đùa với nhau. Không ai có thể cười cợt chúng ta. Và dù họ có làm như thế, chúng mình cũng chẳng thèm nghe. Cháu chào cô ạ. Amy có nhà không cô? Amy có nhà đấy. Các cháu vào nhà đi không lạnh. Các cậu... Amy, chúng tớ đã nghe về bức thư của cậu gửi ông già Noel. Chúng tớ xin lỗi khi đã coi thường và cười nhạo cậu. Chúng tớ thật lòng xin lỗi cậu. Amy, chúng tớ xin lỗi cậu. Amy, tớ có chút quà tặng cậu nhân dịp Giáng sinh. Chúc cậu có một mùa Giáng sinh an lành. Terry, tớ cảm ơn cậu. Vậy là điều ước của tớ gửi ông già Noel đã trở thành hiện thực rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.